Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa trong không khí vui tươi của lễ khai giảng năm học mới và hưởng ứng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay trường Trung học cơ sở Minh Hà Canh Nậu long trọng tổ chức lễ khai giảng và đón nhận các em học sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta hãy cùng nồng nhiệt chào đón các em học sinh khối 6. Những tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón chi đội 6A. Đây là những bước đi chập chững đầu tiên của các em trong ngôi trường trung học cơ sở mới thân thương này. Lớp 6A với 45 em học sinh do cô Nguyễn Thị Kim Oanh dẫn đầu. Đây là cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết và sẽ theo sát các em trong quá trình năm học này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón chi đội 6B. Chi đội 6B do cô Nguyễn Thị Thư phụ trách. Cô Thư cũng là học sinh trưởng thành từ mái trường này. Hiện nay cô là cô giáo dạy văn của nhà trường. Với lòng say mê cùng sự nghiệp chồng người, hy vọng rằng cô cùng với tập thể 6B sẽ đạt được nhiều thành tích trong năm học mới. Xin nhiệt liệt chào mừng những gương mặt tiêu biểu đến từ lớp 6C. Đây là 45 bông hoa tươi thắm về dự lễ khai giảng ngày hôm nay. 6C là một tập thể lớp sẽ hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công trong phong trào hoạt động tập thể của nhà trường. Chúng ta cũng nhận thấy niềm vui, sự phấn khởi, tự tin trên khuôn mặt rạng ngời của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Quế. Cô Quế là một cô giáo luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với lớp 6D. Chi đội 6D gồm 44 em học sinh. Dù còn rất nhiều bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, bạn mới, nhưng cũng đã dần làm quen và có được những niềm vui trong những ngày đầu đến trường, đến lớp. Năm nay các em sẽ cùng gắn bó với cô giáo chủ nhiệm Lâm Thị Hường. Chúng ta hãy cùng chúc cho cô trò lớp 6D có thật nhiều thành công trong năm học mới. Tiếp theo xin mời chi đội lớp 6E do cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Xuân dẫn đầu. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân là giáo viên dạy toán của nhà trường. Cô là một cô giáo cần mẫn, dịu dàng như một người mẹ hiền. Cô quyết tâm luôn sát cánh cùng 45 em học sinh lớp 6E để thi đua giành nhiều thắng lợi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón các thành viên đến từ lớp 6G. Vâng, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự phấn khởi, niềm tự hào trên những khuôn mặt rạng rỡ của các em. Cùng sánh bước bên 45 em học sinh lớp 6G là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phượng. Hy vọng với sự quyết tâm cao, sự năng động của tuổi trẻ, cô Phượng sẽ dìu dắt và tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho các em trong những bước đi đầu tiên ở ngôi trường trung học cơ sở Minh Hà thân yêu của chúng ta. Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui. Chào người bạn mới đến, tô thắm thêm mái trường với mắt nụ cười chiều mến, với nụ cười thân thiện. Các anh chị khối trên một lần nữa hãy cho những tràng pháo tay thật giòn giã để đón chào các em học sinh khối 6. Và sau đây thay mặt ban tổ chức, xin kính mời các em học sinh của chúng ta hãy ngồi vào vị trí ổn định tổ chức.